TV xin chào cả nhà. Hiện tại thì hai vợ chồng của Thư TV đang đi bộ trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng và hôm nay cũng là một ngày khác rất là đẹp trời. Từ lúc sáng sớm thì bầu trời đã rất là trong và xanh. Thì thời tiết thì không có quá nóng, cho nên mình nghĩ hôm nay sẽ là một cái ngày hết sức là tuyệt vời. À, còn một điều nữa, hồi nãy mình có bước xuống biển á, thì ở những cái phút đầu tiên á, thì nước biển á, mình có cảm giác là hơi lạnh. Nhưng mà chỉ sau khoảng 5 phút á, thì mình đã cảm nhận là nước biển bắt đầu ấm dần. Cho nên mình nghĩ hôm nay cũng rất là một ngày rất là thích hợp để cho những người khách du lịch á, sẽ đi lặn biển. Hồi nãy mình có đọc một cái bảng giá dịch vụ ở khách sạn nơi mà mình đang ở á, thì những cái gói dịch vụ tại Nha Trang á, bao gồm lặn biển nè, rồi đi thăm những hòn đảo và đi Đà Lạt á, thì có cái giá rất là hạt rẻ các bạn. Cái gói mà mắc nhất luôn á là đi lặn biển mà có cái bình khí á, là cũng chỉ 1.050.000 mà thôi. Còn đi Đà Lạt á, đi về trong ngày á, thì là 800.000. Bây giờ thì mình mới hiểu là tại sao có rất là nhiều khách du lịch Hàn Quốc ở Nha Trang và cũng có rất là nhiều khách du lịch ở Hàn Quốc ở Đà Lạt. Bây giờ thì mình đang đứng ở đây ngay chỗ cái trạm dừng xe bus ở phía trước. Ở phía trước khách sạn Manchester Hotel để xem cái hành trình xe bus. Tự vì là hai vợ chồng của mình là dự định chiều nay tụi mình sẽ đi ra ngoài ga xe lửa bằng xe buýt. Thì mỗi ngày ở đây là mấy hôm nay mình sử dụng xe buýt màu đỏ của Phương Trang. Thì tại đây là có cái tuyến xe bus số 52 là đi về Hòn Sọn, nơi mà mấy ngày hôm nay vợ chồng của mình đã đến đó 2 lần để ăn bún chả cá. Còn mình có một cái thông tin là để đi đến ga xe lửa thì sẽ đi chuyến xe buýt số 2. Thì mình nghĩ chuyến xe buýt số 2 sẽ là một xe buýt màu xanh ha. Nhưng mà hiện tại cho đến giờ phút này thì ở đây chỉ có tuyến xe buýt số 20 và số 12 thôi. Cho nên từ bây giờ tới chiều là mình sẽ tìm thông tin nhiều hơn để mà mình thích đi đến ga xe lửa bằng xe buýt các bạn. Chứ nếu mà từ đây mà bắt ráp đi lại ga xe lửa thì cũng rất là gần các bạn ơi. Và đây là thành phố biển Nha Trang. Ở cái góc khách sạn Manchester á, buổi tối là người ta có một cái quầy bán kem cuộn ở phía trước khách sạn. Giá một phần kem cuộn là chỉ có 15.000 thôi. Và được nhìn một hot boy sói ca đẹp trai làm món kem cuộn rất là nhanh, rất là điêu luyện. Ở khúc đường Trần Phú này á, có rất là nhiều khách sạn. Những khách sạn ở ngoài mặt tiền đường á, thì cũng đẹp ha. Nhưng mà mình thấy cũng có rất là nhiều du khách, khách nước ngoài cũng có, rồi khách Hàn Quốc cũng có. Người ta lựa chọn ở những cái khách sạn ở phía bên trong, những cái con đường nhỏ như ở trước mặt khách sạn Manchester rồi các bạn. Còn trên cung đường này cũng có rất là nhiều spa, nhiều cái spa massage chân ha. Thì hôm trước mình có đi massage ở gần cái chợ đêm á, phố đi bộ Nha Trang á, thì một suất ở đó là 200k. Còn cái chuyện tiếp là tùy hỷ của mình, có thể là 50 cũng có thể là 100. Nhưng mà hôm đó thì mình tiếp cho hai người làm cho hai vợ chồng mình á, là mỗi bạn 150. Tại vì tối rồi các bạn, mình cũng chỉ muốn là làm cho người ta vui, khuyến khích người ta làm việc. Mà sau khi mà được massage chân rất là thoải mái thì mình cũng cảm thấy vui nữa. Còn cái đoạn này nè, thì mình thấy những cái bảng giá massage chân á, thì dao động cũng từ 150 tới 180 ha. Mà mình thấy có rất là nhiều khách nha, người ta đến massage là người ta cũng trả giá. Cho nên á, cũng có thể là người ta sẽ trả được cái giá massage chân trong vòng 60 phút là 150. Còn ở phía trước mặt của mình á, là biển á các bạn. Hồi nãy mình mới ra cái đoạn ngoài đó á. Bây giờ thì hai vợ chồng của mình đã yêu Nha Trang rồi, biết làm sao bây giờ đây. Chắc là sẽ còn rất là nhiều lần tụi mình sẽ đến Nha Trang. Mình sẽ cố gắng làm việc
trong những ngày mà mình sống ở Biên Hòa thì mình sẽ cố gắng làm việc, sẽ cố gắng suy nghĩ, động não để có thể kiếm được nhiều tiền. Khi mà có tiền rồi thì mình sẽ thích bắt tàu hỏa. À, với cái giá vé khứ hồi dành cho hai vợ chồng của mình á, bắt đầu từ ga Biên Hòa đến ga Nha Trang á, là trung bình khoảng 1 triệu. Đó là mình mua vé là bận đi là giường nằm á, còn bận về là giường ngồi, là ghế ngồi các bạn. Thì với cái giá vé khứ hồi là 1 triệu, khoảng 1 triệu cho hai vợ chồng á, thì tụi mình đã có thể đến Nha Trang rồi. Thì ở Nha Trang này á, mình nhận thấy á nha, là cái khách sạn nè, đi this one is number 2 nè, đi nè, this bus is number 2 nè. Yeah. Oh, number 2 á. They go to this one is the first bus. We go to metro đi. Yeah, Thành á. We go to metro, so we need to stand here take the bus number 2 and then they will bring us fast by the train station. Thì mình nhận thấy một điều á là ở Nha Trang này á, là nếu như mà các bạn mà biết lựa chọn những cái dịch vụ ăn vừa phải với lại cái khả năng ăn của mình đó nha. Mình chỉ nói là khả năng ăn uống thôi nha, chứ không phải là khả năng chi trả nha. Thì các bạn cũng có thể tìm đến những cái nhà hàng với một cái cơm, phần cơm á, là với cái mức giá khoảng từ 40k trở lên. Còn nếu như mà các bạn mà đi những cái nhóm đông người á, thì sẽ vào những cái nhà hàng lớn hơn. Thì một phần thức ăn á là khoảng hơn 100k, mà dĩ nhiên là mình sẽ ăn đủ cho từ 2, từ 3 đến 4 người. Đó thì y như mình nói là tùy theo cái khả năng ăn của mình và tùy theo cái nhóm người mà đi đến Nha Trang đi ăn á, thì có rất là nhiều sự lựa chọn dành cho các bạn. Còn khách sạn á nha. Hiện tại mình đang ở khách sạn Regalia ha. Với cái mức giá bao gồm cho ăn sáng á, là tổng cộng là 550k cho một ngày. Riêng cái khách sạn đầu tiên mình ở á, ở cái phía đường Phạm Văn Đồng á, ở cuối đường Trần Phú, sẽ qua cái cầu Trần Phú là sẽ đến cái khu vực Phạm Văn Đồng ha. Chỗ đó cũng có rất là nhiều người nước ngoài và cũng có rất là nhiều căn hộ cho thuê rồi nhà nghỉ rồi khách sạn đồ các bạn. Thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau. Như cái hôm đầu tiên mình ở cái khách sạn Putin á, thì có giá là 390k cho một ngày. Đấy các bạn thấy không, đến Nha Trang thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Bởi vậy nếu như mà tụi mình á, mà có ít tiền á, thì cũng không có ngần ngại khi mà chọn Nha Trang làm cái nơi nghỉ dưỡng du lịch cho những ngày mà mình muốn lấy lại năng lượng hết các bạn. Mình vẫn còn đang ở trên đường Trần Phú. Và có một điều mà mình muốn chia sẻ là ở Nha Trang này á, mình thấy là cái giá thuê xe máy á, là nó thấp hơn so với những thành phố du lịch khác. Những thành phố du lịch khác á, thì cái giá thuê xe máy nó sẽ tầm là 100k một ngày. Còn ở đây á, là mức thuê xe máy là 70 cũng có, mà 80 cũng có. Đấy, thì nếu như mà tụi mình muốn tự khám phá khu vực dân cư rồi những con hẻm nhỏ, đời sống thường ngày của người dân thành phố Nha Trang á, thì tụi mình có thể dành 1-2 ngày để thuê xe máy. Còn nếu như mà tụi mình không có những cái điểm có những cái điểm đến xác định hơn á, thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng hệ thống xe buýt tại thành phố biển Nha Trang. Mà ở đây á, xe buýt số xe buýt Phương Trang á, xe buýt Phu Ta á, rất là tiện nghi, rất là sạch sẽ, rất là còn cái dịch vụ á, rất là đáng khen ngợi ha. Và theo mình được biết á, thì cái xe buýt Phu Ta tại Nha Trang á, là chỉ mới đi vào hoạt động khoảng 1 năm hoặc là hơn 1 năm trở lại đây thôi, cho nên á, chất lượng xe còn rất là mới. Và một vé cho một lượt đi á, là 8.000. Khi mà đi 8.000 như vậy á, thì các bạn có thể đi từ cái điểm cuối cùng điểm cuối cùng chẳng hạn như là Hòn Sợn, rồi đi về cái Vinpearl đó các bạn, đi cái chỗ Vinpearl mà để các bạn bắt cáp đi qua bên kia đảo Vinpearl á. Đấy, rất là tiện lợi. Rồi có một cái nhắn nhủ nhỏ nữa là nếu như mà thông thường á, các bạn có thể thôi mình tóm gọn đi,
nếu như là trường hợp á mà các bạn cái ngày đến hoặc là cái ngày mà các bạn rời khách sạn á mà các bạn muốn gia hạn thêm cái thời gian ở á, thì khách sạn nào ở đây người ta cũng lấy thêm 50% giá thuê phòng của một ngày, và người ta sẽ tính trên cái giá mà các bạn lựa chọn ăn sáng hoặc là không ăn sáng. Cho nên theo mình á, mình có một cái bí kíp là cái vào cái ngày mà các bạn đến khách sạn á, hoặc là cái ngày mà các bạn rời đi á, thì tốt nhất là các bạn hãy đặt cái giá phòng không bao gồm ăn sáng. Thì khi mà các bạn mà khi mà các bạn mà có muốn gia hạn thời gian ở thêm nửa ngày á, thì các bạn sẽ trả cái tiền gia hạn 50% ít hơn.